Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Lời nói đầu tiên, mình xin đại diện cho Yamaha Sài Gòn 1 xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các khách hàng đã ủng hộ dùm xe Yamaha Genus trong giai đoạn tháng vừa qua. Và bây giờ là tháng 4 năm 2023, mình sẽ làm video sớm một chút, bởi vì tháng này mình sẽ có một cái món quà tặng riêng cho những khách hàng mua dùm xe Yamaha Genus này. Đó là điều đầu tiên là các bạn sẽ mua Genus trong tháng này với cái giá sát giá đề xuất của hãng luôn. Chúng ta có thể chênh lệch một tí xíu chứ không thể nào mà chênh lệch quá 1 triệu luôn á. Là các bạn biết là sát giá đề xuất, chứ không phải như chiếc xe cùng phân khúc của nó là chênh lệch với giá hãng là 4-5 triệu thôi nha. Và điều thứ hai là các bạn mua trong tháng này, các bạn sẽ được tặng kèm một cái điện thoại Samsung Galaxy A04 đến từ Yamaha Motor Việt Nam. Ngoài ra thì mấy món quà theo xe, ví dụ nón bảo hiểm, áo mưa, lặt vặt theo xe thì mình không nói làm gì. Quan trọng là giá và một cái món tặng kèm khá là giá trị. Thì Yamaha Genus nó sẽ có 3 phiên bản ha. Thấp nhất là tiêu chuẩn, thứ hai đó là cao cấp, và thứ ba đó là giới hạn. Cao cấp hay mình cũng thường gọi là đặc biệt á. Thì cao cấp và tiêu chuẩn nó có đỏ, xanh, bạc và màu đen bóng, các bạn thấy không? Là nó sẽ có 4 màu. Tức là khi các bạn mua phiên bản tiêu chuẩn hoặc là phiên bản cao cấp thì nó sẽ có chung một bộ màu, đó là đỏ, xanh, bạc và đen. Rồi bây giờ trước khi đến với từng màu, mình sẽ phân biệt phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp cho mấy bạn dễ hiểu nè. Tiêu chuẩn thì cái mâm của nó sẽ là màu bạc, cao cấp mâm màu đen. Tiêu chuẩn là khóa cơ đó. Tiêu chuẩn yên màu đen, cao cấp yên màu nâu. Tại vì nó có 4 màu sắc trùng nhau cho nên là mình sẽ phân biệt qua những cái màu nó khác nhau. Rồi tiêu chuẩn sử dụng khóa cơ, khóa truyền thống như thế này, chỗ này nó trống trơn. Phiên bản cao cấp sử dụng khóa thông minh xài remote, và ở trên cụm công tắc sẽ có chế độ stop and start, chế độ tự động ngắt sẽ có cái nút này. Đó là sự khác biệt về màu sắc và tính năng giữa hai phiên bản này. Còn lại thì 4 màu dàn áo của nó sẽ giống như nhau. Đầu tiên sẽ là màu đỏ bóng. Đỏ này có phần hơi chói chang một chút xíu dành cho những bạn trẻ nè, những bạn thích một màu đỏ nó tươi như vậy. Màu đỏ này nếu bạn mua phiên bản tiêu chuẩn khóa cơ sẽ có giá là 29 triệu đồng. Nếu bạn mua phiên bản cao cấp có giá là 32 triệu 500 nghìn đồng. Giá đã bao gồm VAT rồi, chưa bao gồm trước bạ biển số. Thì đỏ tươi như thế này thì sẽ có người thích có người không thích. Đỏ đô ngày xưa cũng vậy nữa. Đỏ đô ngày xưa thì cũng có người thích có người không thích. Tại vì những người mua đỏ đô không thích, người ta nói là nó tối quá, người ta muốn một cái màu đỏ nó sáng hơn. cái con này nó ra thì nhiều người ta nói là muốn có màu đỏ nó tối hơn, đỏ là nó sáng quá. Thì 9 người 10 ý, cho nên là kệ đi, ra cái gì thì bán cái đó. Rồi màu sắc thứ hai trên cả phiên bản tiêu chuẩn lẫn cao cấp. Mấy bạn coi xe, mấy bạn bẻ cái đầu gỗ xe này cẩn thận ha. Nó cạ vô chiếc kế bên là chạy xe người ta. Khi mà người ta đẩy sát ra quá đó, bẻ cái đầu qua là nó dễ bị chày lắm, nó cọ vào. Xanh nhám. Thì xanh nhám này phiên bản tiêu chuẩn khóa cơ cũng có giá là 29 triệu và phiên bản khóa thông minh 32 triệu 500. Xe này thì bên mình có chương trình hỗ trợ trả góp luôn. Các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục thì chuẩn bị chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái từ 18 tuổi trở lên ha. Hoặc là căn cước có chip cũng được nè. Rồi, xe này vẫn còn giữ công tắc đèn. Các bạn vẫn tắt được đèn ha. Bên này là nút mở xi nhan kèn các thứ. Nói chung là vẫn chưa lược bỏ công tắc đèn, mừng rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu là 1,87 lít cho 100 cây. Ở một chiếc xe mà 125 phân khối thì mức tiêu hao nhiên liệu này gọi là khá là tiết kiệm rồi đấy. Tất nhiên nó sẽ không bằng Range, nhưng mà xe này trong tầm giá này là tiết kiệm rồi. Chứ chiếc xe 110 phân khối mà 1,88 mà còn bị đổi giá nữa. Rồi chiếc màu xanh. Nè các bạn thấy không, chiếc xanh nãy là mình quay tiêu chuẩn, còn xanh đặc biệt là yên nó màu nâu, mâm nó màu đen vậy đó. Thì nãy em báo giá rồi ha. Rồi bây giờ qua màu đen. Màu đen cũng tương tự vậy luôn, sẽ có trên hai phiên bản. Tiêu chuẩn là 29, đặc biệt hay còn gọi là cao cấp đó là 32 triệu 500 nghìn đồng. Châu cha mẹ ơi, nhìn cái màu này thèm xương sáo ghê. Các bạn cũng có thể bán chiếc xe cũ ở nhà, tại vì bên mình cũng có chương trình thu xe cũ đổi xe mới luôn. Xe nào các bạn không chạy á, đem đến đại lý bên mình sẽ có nhân viên kiểm tra xe, báo giá cho các bạn. Rồi chúng ta dùng cái khoản đó để trả góp, hoặc là các bạn gom một cọc tiền nhà nữa thì chúng ta mua tiền mát. Động cơ Blue Core, động cơ độc quyền của Yamaha trên nhiều dòng xe tay ga, giúp xe vận hành êm ái, nhẹ nhàng, mượt mà. Xe này rất là nhẹ nha, chỉ có 90 mấy ký thôi. Rồi chỉ có chiếc màu bạc là cái ốp chỗ này màu xám thôi nè. Chiếc này là cái đăng kiểm giấy tờ của nó ghi là bạc xám. Thì bạc xám cũng tương tự vậy, bản này bản cao cấp nè, đó yên màu nâu đó. Thì giá là 32 triệu 500. Còn bạn mua phiên bản tiêu chuẩn màu bạc này sẽ có giá là 29 triệu. Và thật sự nếu mà
trong bốn màu cho mình lựa đó, để mình chọn mình mua, thì có thể mình sẽ chọn màu bạc hoặc màu xanh á, nhìn màu bạc nó khá là sang trọng á. Và bạn nào đang thích màu xám lông chuột của phiên bản Genesis cũ á thì cũng có thể nghiêng qua màu bạc một tí, tại vì bản màu mới thì nó không có màu xám rồi. À, màu bạc này thì nó gần hơn như là màu xám nhưng mà nó sáng hơn. Rồi để mình mở cái cốp cho mấy bạn xem thử ha. Thì cái cốp xe này có dung tích tầm khoảng có 14.2 lít, cũng khá là rộng rãi rồi, để chúng ta có thể để những đồ vật cần thiết. Kiến của xe thì nó dạng hình bầu dục như thế này đó, thấy rõ không? Phiên bản khóa thông minh thì sẽ xài cái remote, không có xài chìa khóa. Có cái miếng giấy đỏ phía sau đó là chứa cái mã bảo mật 6 số của cái remote đó. Chỗ này là cái cuốn sổ bảo hành. Chế độ bảo hành của xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, và đi bảo hành bất kỳ đại lý nào cũng được, không riêng gì phải mình. Phụ tùng thì sẽ có mấy cái dít nè. Dùng tích bình xăng thì tầm khoảng cỡ 4.2. Số khung nằm ở đó. Đó là toàn bộ cái phần trong cốp xe đó, gọn gàng ngăn nắp như vậy thôi. Rồi bây giờ đóng cái cốp lại để chúng ta chuyển sang bộ màu sắc mới chứ, đúng không? Phiên bản giới hạn, phiên bản đắt tiền nhất sẽ có 4 màu sắc riêng biệt, không liên quan gì tới hai phiên bản kia. Hai phiên bản kia sẽ có một cái màu sắc nguyên khói như thế này. Ví dụ bạc là bạc nguyên con. Riêng phiên bản giới hạn thì xanh nó sẽ phối với đen, trắng nó sẽ phối với xám. Ví dụ vậy, các bạn sẽ thấy là nó phối cả 2 màu, 3 màu trở lên. Và nó sẽ có tem Limited Edition ở phía trước nè. Rồi nó có một cái tem Limited Edition nè, ở dưới Chanet nữa nè. Đó, mấy phiên bản thường chỉ có chữ Chanet tem nổi thôi. Còn giới hạn sẽ có thêm một cái đường tem dài ở phía dưới nữa. Là cái yên của nó, cái cản của nó cũng không có đúng màu định gì hết trơn á. Nó muốn ra màu nào nó ra à. Chiếc yên xám, yên nâu tùm lum chứ. Đó, có hai cái tem ốp trước này nữa. Nói chung là giới hạn thì nó không có quy định là phải có một cái quy chuẩn chung về màu sắc. Nó phối tùm lum hết. Vậy chiếc màu xanh dương này sẽ có giá là 33.500.000 đồng. Và các bạn lưu ý, mua xe trong tháng này các bạn sẽ được tặng kèm một cái điện thoại Samsung Galaxy A04. Chỉ giá hình như là giá niêm yết của Thế Giới Di Động như là 2.990.000 hay sao á, khoảng đó. Tháng rồi khuyến mãi có 1 triệu đúng không? Tháng này tặng luôn cái điện thoại, khủng khiếp chưa? Màu sắc thứ hai của phiên bản giới hạn sẽ là màu trắng xám. Thì trắng là trắng tinh ha, phối với màu xám nhám cũng là 33.500.000 đồng luôn. Các bạn lưu ý nha, các bạn mua xe thì sẽ không nhận điện thoại liền đâu, mà các bạn phải làm giấy tờ xong rồi cửa hàng gửi giấy tờ đó lên Yamaha Motor Việt Nam thì hãng Yamaha mới gửi điện thoại về. Rồi phục xe thì xe này nó có một phục à, thông số kỹ thuật là nó 125 phân khối 99 kg. Nhiều khách hàng vào đây hỏi xe này nặng bao nhiêu ký, mình trả lời 99 kg. Cái quản hộp, ôi trời nặng như vậy. Thật ra khách hàng đó không hề biết là khách hàng đó đang chạy một chiếc xe 112 kg. Chiếc xe này đẩy xuống cho dắt cái nó, ủa sao nãy em nói cần cái 100 kg mà chị dắt dễ hiểu vậy. Thật ra chiếc xe của chị chạy nó hơn 100 kg, nó nặng hơn rất là nhiều. Nghe 99 kg nó nặng chứ nó nhẹ, nghe ngửi xe số mấy chiếc xe của đấy chứ nó không nặng đâu. Tính theo mặt bằng chung là nó rất là nhẹ đó. Mấy chiếc xe tay ga thông thường là khoảng 110-120 kg không à, nó nặng lắm à. Rồi màu thứ ba đó là màu đỏ nhám. Đỏ này nó sẽ đậm hơn, dành cho những bạn nào thích màu đỏ mà không thích màu sáng lúc nãy nè. Cũng 33.500.000 đồng cho đỏ nhám. Và màu sắc cuối cùng đó là màu đen hồng, màu bán chạy nhất trong phiên bản giới hạn và bán chạy nhất từ lúc ra mắt hồi tháng 4 năm 2022 tới bây giờ. Đen hồng lúc nào cũng được nhiều người tìm kiếm. Một màu sắc nó vừa nhu mà nó vừa đẹp, mà nó vừa dịu dàng, nó vừa sáng trọng, nó vừa túi tiền nữa, có 33.500. Rồi thông tin của cửa hàng mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Có tên cửa hàng, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại, liên hệ, vị trí Google, toàn bộ nằm dưới phần mô tả hết. Các bạn nhấp vào phía dưới để xem thông tin của cửa hàng ở Cần Thơ, Ninh Kiều, Cần Thơ. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Khang tiễn rồi.